Hello, mình xin chào bà con các bạn nha. Hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2021 thì chị hôm nay mình tiếp tục làm video bán bò cho cái trại bò của anh Phước ở cái địa chỉ là ấp Xa Nhỏ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trại bò anh Phước chuyên bán các dòng bò sinh sản. Chị hôm nay trại bò anh Phước có về 6 con bò cái tơ, gồm một con bò cái siêu cọp và 5 con bò cái sinh tơ. Thì bà con nào vào xem video mà muốn mua bò, thấy con nào ấy hãy nhấc máy ngay cho anh Phước qua số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nha. Bây giờ mình mời bà con xem bò. Chưa có hoạt quay. Hello, xin chào quý cô bác chăn nuôi nha. Hôm nay ngày 1 tháng 12 nè, em có video clip á để báo giá đến quý cô anh chú anh chị mình những con cái sinh tơ nha. Tầm khoảng 2 ngày nữa em có chuyến đi Trà Vinh á. Thì cô chú anh chị mình ở khu vực Bến Tre, Vĩnh Long á, mà Tiền Giang á, mình mua bò em không lấy phí tiền xe nha. Cô chú anh chị mình cứ giá bò như thế đến thì cho em cái tiền bò như vậy thôi, còn tiền xe thì như em phụ cô chú anh chị mình luôn trong mùa dịch khó khăn đó. Nè, bữa đó có anh mua con bò này, con bò cọp này cô chú anh chị, cọp vằn á, nhưng mà chưa có chuyến xe đi không được á. Thì bữa nay ảnh có mua thì liên hệ với em nha. Con này 15 triệu nè em, cái giá giao tới nhà nha cô chú anh chị, khu vực miền Tây cô chú anh chị. Đó. Em quay lại cho ảnh coi á. Con mòi con mẹ đứng kế bên á, sái bướm thì nghiêm chỉnh nè, này em mới tắm á thôi. Đó, sái mặt thì hai sái nè, con mẹ nó chữa lại. Gần 4 tháng nè. Con này 6 7 tháng của chú anh chị. Nó cao 1m07 của chú anh chị. Nè. 4 vú dài nè của chú anh chị, thấy không? 4 vú đều nè. Nè, mỏ nè, mỏ đỏ nè, mỏ đỏ món đỏ nè. Ăn rơm cứ ngắt này của chú anh chị. Bữa đó ảnh mua mà có con rồi em không có ship đi được á, thì ảnh nay anh thấy có mua thì liên hệ với em nha. Còn tiếp theo là cặp cái sinh tơ của chú anh chị. Bữa cặp này chú ở Vĩnh Long chú mua mà chú không đặt cọc á, rồi em chuyển đi không có được. Thì bữa nay bữa có chú điện lại á, chú hỏi mà em nói em đã hứa rồi thôi, nhưng mà bữa sau chú không có được cọc được á, vì cái chỗ chú bị Covid á, chú không có đi được á, nên chú nói thôi con bán lại cho cô chú khác đi. Thì em quay lại em review lại để bán cho cô chú khác. Bữa chú có điện mà nhiều số điện thoại quá rồi em không có nhớ ai hết á. Thì chú có thấy thì mua ha. Nè, cặp này 32 triệu nè cô chú anh chị. 32 triệu. Giá tận nhà mình nha chú anh chị. Cây rống em 1m1 của chú anh chị thấy không? 1m1 thì con bò này nó cao của chú anh chị thấy không? Con này tầm 1m09 nè cô chú anh chị. Con này 1m07 nè. Đó. Con nào cũng dễ thương không cô chú anh chị. Con này 4 vú nè cô chú anh chị, 4 vú nè. Còn con này 5 vú nha. Đó, con này 5 vú. À, cây đuôi cô chú anh chị không? Cây đuôi chà bá nè, con nào cũng vậy hết à. Cái vết này là hồi đó người ta nhà ta viêm da nổi cục á cô chú anh chị, rồi nó hết rồi nó ra lông á cô chú anh chị. Sai bướm thì nghiêm chỉnh nè cô chú anh chị, sai mặt thôi ha, sai lưng nè, con này cũng vậy, sai lưng nè, sai mặt nè cô chú anh chị, nó hiền dễ thương cô chú anh chị. Mình rờ đâu cũng được hết cô chú anh chị nè, mình rờ nó đâu cũng được, nó hiền lắm, dễ thương lắm cô chú anh chị. Nó vậy cô chú anh chị vuốt ve rờ nó cũng đã. Cái mẫu bơm bay của chú anh chị, mẫu là bơm bay cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy không nè, nè dậu chiền này cô chú anh chị thấy không, dậu chiền yếm phùng phền nè. À, con này cũng dầu chiền nè cô chú anh chị, cái yếm cũng phồng phền không cô chú anh chị thấy quan sát không, hai con thấy chưa. Ừ.
Hai con này mẫu bombay nha cô chú anh chị. Rồi giá 32 triệu luôn cô chú anh chị. Còn cặp cái sin tiếp theo nè cô chú anh chị. Nè. Cặp cái sin tiếp theo nè. Con nào cũng lớn xương hết cô chú anh chị. Nè, con này 4 vú nè cô chú anh chị thấy không? 4 vú nha. Đó, háng rộng nè. Quang thui. Sái bướm thì nghiêm chỉnh đó cô chú anh chị, mới về em tắm đó. Cô chú anh chị thấy không? Lau miệng to nè. Đó. Nó không có lan chả nha cô chú anh chị. Nè, rút nó cũng hơi chiền ít nha cô chú anh chị. Đó, cái này vú không? Bốn chân trụ to, 8 móng sòi cô chú anh chị. Con này cao tầm 1m15 bò cô chú anh chị. 1m15 bò nha. Đó, con bên này nè. Con này cao tầm 1m18 bò của chú anh chị. Đó, thùng dạo của chú anh chị thấy không? Thùng dạo con nào cũng có nha chú anh chị. Nè, mặt nè. Đầu nè, sái bướm nè của chú anh chị. Đó, sái nó. Cũng rúng chiền của chú anh chị. Này cũng có hơi giá ức tí xíu của chú anh chị. Giá ức thì nó mát sữa chứ không có gì vấn đề gì hết của chú anh chị. Yếm này của chú anh chị thấy cũng phồng phền nha. À. Con này cũng 4 vú nè con của chị. 4 vú ha. Cái này vú nó bò rúng chiền cái. Này vú đó con chú anh chị mới thấy không? Chân cẳng nè, chân kiền khú nè con chú anh chị. Cặp này có giá 41 triệu nha cô chú anh chị. Giá 41 triệu giá em giao cho cô chú anh chị mình khu vực miền Tây nha. Khu vực Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh nha cô chú anh chị. Này là cặp số 2 cô chú anh chị, cặp số 2 41 triệu nè. Cặp số 1 là 32 triệu nha cô chú anh chị. 32 triệu nha cô chú anh chị. Bên này hồi đó nó bị viêm da nổi cục rồi nó hết rồi, nó ra lông lại nên chấm chởm người chú anh chị, nên cái giá nó cũng hơi mềm người chú anh chị. Cái một màu đỏ mặt của chú anh chị. Còn cặp số 2 nè, 41 triệu của chú anh chị. Của chú anh chị thấy không, bò cái mình mua bò có thùng dạo đi của chú anh chị, nó đẻ ra nó không có xấu của chú anh chị. Đó. Con này 41 triệu. Nữa mấy con này là anh trổ đâu, cái màu khú khú đang đen của chú anh chị. Nó sông lưng giờ nó đang đen của chú anh chị. Nữa nó trổ ra sông đen của chú anh chị. Nó lưng đôi của chú anh chị mình thấy không. Nè em đứng xa nè, cô chú anh chị mình coi nè. Mấy con bò này tầm 11-12 tháng của chú anh chị. Về mình nuôi thêm 1-2 tháng nó lên giống nè. Cô chú anh chị thấy cái thấp mình rất là lớn của chú anh chị. Rồi em sắp có chuyến xe đi miền Tây á, thì cô chú mua, cô chú anh chị mình mua á, em sẽ lấy cái giá nêu trên của chú anh chị. Cô chú anh chị mình không có phụ tiền xe nha chú anh chị. Đó. Còn bên này nè cô chú anh chị. Cái vết nó lên xe nó bị cày của chú anh chị. Con này thì 5 vú nè cô chú anh chị. Con này 5 vú nha. Con này có giá 21 triệu của chú anh chị. Đó, 5 vú, có cái 5 vú là cái vú nhỏ, nhánh như gì của chú anh chị. Cái loại đó thì mát sữa của chú anh chị. Đó, con này 21 triệu nè của chú anh chị. Cô anh chị vậy mình muốn mua cặp, mua lẻ, mua nhân của chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình mua thì cô chú anh chị mình mua thì đặt tiền cọc cho em nha. Đặt tiền cọc em chừng 500 đến 700 ngàn em gửi số tài khoản qua đó. Không có mất mát, cô chú mình yên tâm cái vụ đó nha. Rồi em gửi số tài khoản qua, chuyển đúng cái tài khoản của em là bảo đảm với cô anh chị mình không có mất mát đồng nào hết hà. Nếu mất một em đền hai cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị yên tâm nha.
cao mấy cái này cao tầm 1m18 bò của chú anh chị thấy không. Còn này thì nó không có lan nữa cho anh chị. Mấy này này nhà thiếu nuôi hơi gần bò về cô chú anh chị mình nuôi thêm là lên dữ lắm cô chú anh chị, thùng dạo có nha cô chú anh chị. Giá 21 triệu giá tận nhà nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình coi ha. Con này thì 5 vú nha cô chú anh chị. Đó, em quay là 3 con cho cô chú anh chị mình coi hình dung ha. Đó. Con bên này thì cũng 4 vú nha cô chú anh chị. Con này thì 4 vú. Rồi em xin kết thúc video này. Chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều xem vui vẻ. Em xin hái kính chào ạ.